Xin chào tất cả các bạn, anh chị và các bạn. Video hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các bạn anh chị một số cái thông tin về cái cây hồng ghép và cây hồng nguyên bản. Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều các bạn anh chị người mới khi chúng ta mua hoa, chúng ta trồng hoa, chúng ta đang thắc mắc là liệu cái cây hồng ghép với cái cây hồng nguyên bản ấy thì cái cây nào là dễ trồng và cây nào có tuổi thọ cao hơn. Thì bản thân em vẫn chơi hồng ghép các bạn anh chị. Trên màn hình các bạn anh chị có thể thấy đây là em có một cái cây Milliarden. Các anh chị thấy chưa? Đấy, nó rất là sai hoa, à, nó rất là rậm và nhiều lụ các anh chị. Cây này đang đóng lụ, đang lở. Cây này em ghép trên gốc tầm xuân. Thấy chưa? Đây cũng là một cây Milliarden nữa các anh chị. Đấy. Các anh chị thấy chưa? Đấy, em cũng ghép trên gốc tầm xuân, ghép bonsai trên gốc tầm xuân. Còn đây là cái cây Ngọc Lung Linh hồng Trung Quốc các anh chị. Em ghép trên gốc hồng cổ quế, cánh sen để chơi hai màu các anh chị. Đấy. Thân là quế, thấy chưa? Đây còn bên ghép đây các anh chị. Đây, mối ghép đây. Đấy, em ghép này, em ghép chêm nên gần như là sẽ không phát hiện được ra là nó là cây ghép đâu các anh chị. Đấy. Vậy thì tại sao người ta lại ghép hoa hồng? Thì hôm nay sẽ giải thích cho các bạn anh chị và em sẽ cho các bạn anh chị cái câu trả lời là hồng ghép nó có dễ chăm sóc hoặc là tuổi thọ nó có cao hơn cái cây nguyên bản hay không. Ở đây em còn một cây hồng trứng đỏ nữa các bạn anh chị. Đấy, trứng đỏ em cũng ghép bonsai bonsai trên gốc tầm xuân. À đúng rồi, gốc tầm xuân. Đấy, các anh chị thấy chưa? Và nó được một cây hoa rất to. Vậy thì tại sao người ta lại ghép hoa hồng? Thì nó có mấy cái lý do sau. Thứ nhất là phương pháp ghép đấy các bạn anh chị, nó giúp cho người ta nhân giống cái cây hoa nó rất là nhanh. Thông thường là em lấy ví dụ là khi chúng ta chiết một cái cành này các bạn anh chị, đúng không ạ, là chúng ta chỉ được một cây thôi đấy, hoặc là dâm chúng ta chỉ được một cây thôi. Thế tuy nhiên là khi chúng ta sử dụng phương pháp ghép ấy, thì tất cả các mắt trên cái cành này các bạn anh chị này, là cứ mỗi mắt là chúng ta sẽ được một cây đấy. Vì vậy là cái việc nhân giống bằng phương pháp mà ghép ấy, nó sẽ giúp cho các nhà vườn họ nhân giống nhanh hơn. Vì vậy là nó mới xuất hiện cái giống hồng ghép. Hai là họ sẽ ghép khi họ có những cái giống hoa quý hiếm. Tức là khi mà họ nhập khẩu được một cái giống hoa từ nước ngoài về, đúng không? Nó với một số lượng rất ít thì các nhà vườn họ sẽ sử dụng phương pháp ghép để họ nhân giống ra, bởi vì nó không có nhiều để cho họ chiết hoặc là họ dâm. Đấy, vì vậy là họ sẽ sử dụng phương pháp ghép thì họ sẽ rất nhanh có được những cái vườn hoa quý hiếm để cung ứng cho thị trường, cho nhu cầu của thị trường. Đấy là lý do tại sao họ lại ghép như vậy. Cái thứ tư nữa là cái việc ghép nó sẽ giúp cho cái một số giống hoa bụi lùn các anh chị, nó tăng cái tính thẩm mỹ lên. Em lấy ví dụ là cái giống Ngọc Lung Linh này các anh chị này, hay là cái giống hồng trứng đỏ này các anh chị, nó thuộc giống bụi lùn. Đấy, nên nếu khi chúng ta trồng cây nguyên bản đấy các anh chị, là nó cứ thấp le te ở dưới mặt đất này. Nó không có phát triển được lên, đúng chưa? Vì vậy là khi sử dụng phương pháp ghép ấy, thì là sẽ mượn được thân của một cây khác và chúng ta sẽ nâng được cái cây bụi lùn lên và nó ngang với tầm mắt của chúng ta thì chúng ta sẽ có được những cây hoa hồng rất đẹp các anh chị. Hoặc là ghép để tạo thành những cây hoa hồng thân chi, đúng chưa? Đối với những cái giống hồng quý hiếm hoặc là giống hồng bụi lùn thì người ta hay ghép để tạo thành thân chi. Tiếp theo là người ta sử dụng cái thứ tư, người ta sử dụng phương pháp ghép là người ta sẽ dùng để tạo ra những cây hoa hồng nghệ thuật. Tức là nó sẽ có một cái trường phái họ chơi bonsai, tức là chơi cây nghệ thuật các anh chị, chơi hoa hồng nghệ thuật. Tức là họ sẽ có những cái thân rồng phượng, em lấy ví dụ như thế, rồng phượng này các anh chị này. Thì họ phải mượn được cái gốc hồng rừng hoặc là gốc tầm xuân, nó khúc khỉu, nó cong queo, đúng chưa? Xong họ ghép những cái cây hoa khác lên thì nó sẽ tăng cái tính thẩm mỹ và giá trị của cây hoa đấy lên. Em lấy ví dụ nếu cái cây hồng nguyên bản trứng hồng trứng này mà trồng cây nguyên bản bán thì được 100.000, đúng không? Nhưng khi ghép cái cây hồng nguyên bản này lên một cái gốc mà nó cong queo khúc khỉu xù xì, em lấy ví dụ nó là cái giống, nó gọi là một cái thế rồng phượng nào đó đi, thì nó phải lên đến hàng triệu các anh chị một cây, đúng không? Đấy, đấy là cái tại sao người ta lại ghép, để người ta tăng cái giá trị của cái cây đó lên, đúng không? Và họ sẽ có những cái cây hoa nghệ thuật. Cái lý do thứ năm họ ghép cây các anh chị là sẽ sử dụng để thúc đẩy cái sự phát triển của những cái giống hoa hồng yếu.
sẽ có những cái giống hoa mà nó không hợp với cái điều kiện khí hậu. Đặc biệt ở Việt Nam mình có rất nhiều cái giống hoa hồng ngoại khi chúng ta nhập về ấy, nào nó không hợp với cái khí hậu và cái đất đai ở Việt Nam mình. Vì vậy là nó sinh trưởng phát triển rất kém, bộ rễ phát triển rất kém các bác chị. Nên gần như là nó sẽ không cho hoa đâu. Vì vậy là các nhà vườn họ sẽ mượn cái gốc của cái cây hoa hồng bản địa, giống như gốc hồng rừng tầm xuân, hay là lúc nãy là em mượn cái gốc cổ quế để em giúp cái cây ngọc lung linh nó phát triển. Thì sau khi ghép trên cái gốc hoa hồng bản địa đó thì cái bộ rễ của gốc hoa hồng bản địa đó nó sẽ hút dinh dưỡng, nó nuôi những cái giống hồng ngoại. Vì vậy là cái giống hồng mà nó kém phát triển đó nó sẽ phát triển rất mạnh các anh chị. Đấy là lý do tại sao mà người ta lại sử dụng phương pháp ghép. Và hai là đối với các gốc giống cắt cành là người ta cũng hay ghép, ví dụ như cái giống La Phong này, đúng không ạ? Nó thuộc dòng cắt cành. Cắt cành là cái giống hoa khai thác, tức là người ta lai tạo nó ra để người ta cắt, trồng, người ta cắt, người ta mang đi, người ta làm hoa trang trí, ví dụ như cắm lọ hay cắm lãng hoa. Vì vậy là mỗi lần cắt là họ cắt rất đau các anh chị. Vì vậy là nếu cái gốc mà không khỏe thì cây nó rất lâu hồi và cái sản lượng hoa nó cho rất là ít. Vì vậy là họ sẽ thường họ sẽ ghép trên những cái gốc hồng rừng hoặc là gốc tầm xuân để mượn cái bộ rễ của cái cây hoa hồng bản địa đó. Nó sẽ giúp cho những cái giống hồng ngoại ví dụ La Phong này phát triển rất mạnh các anh chị. Và nó sẽ cho nhiều hoa lên, cái giá trị kinh tế nó sẽ tăng lên. Và hai là khi ghép như vậy thì sẽ sử dụng được nhiều cái kỹ thuật trên cái cây hoa hồng cắt cành mà ghép trên cái gốc hoa hồng bản địa đó. Đấy là những cái lý do mà người ta sẽ sử dụng phương pháp ghép, và nó sẽ có những cây hoa hồng ghép ra đời như nó là như vậy. Vậy thì cái tuổi thọ của cái cây hoa hồng ghép với cái cây hoa hồng nguyên bản ấy thì cây nào sống lâu hơn? Thì thực tế ra là em chơi hoa lâu năm rồi thì em cũng nhận thấy rằng cái việc sống lâu hay là nó chết nhanh ấy thì nó còn phụ thuộc vào cái chế độ chăm sóc. Đúng chưa? Thế tuy nhiên ấy là nếu mà cô bác anh chị chọn cái phôi ghép tốt, em lấy ví dụ đây là cái phôi ghép này và cái thân ghép này. Cái phôi này, tức là cái mắt ghép tốt này và cái thân này, đúng chưa? Cái thân ghép tốt này. Đấy, tức là cái thân hồng rừng hay là thân tầm xuân tốt. Thì cái sức phát triển của cái cây hoa hồng ghép sẽ mạnh hơn rất nhiều so với cái cây hoa hồng nguyên bản. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, nếu mà cái thân ghép tốt thì tuổi thọ của cái cây ghép, đây này các bạn chị này, ví dụ tuổi thọ của cây hồng trứng mà ghép mà cái gốc tầm xuân này nó tốt thì tuổi thọ nó cao hơn so với cái gì, cái cây hoa hồng nguyên bản. Bởi vì tất nhiên là nó khỏe hơn thì nó phải sống thọ hơn chứ, làm gì có chuyện khỏe hơn mà lại chết nhanh các bạn chị, đúng không ạ? Cái thân này nó khỏe này, thân hồng bản địa nó khỏe này, nó lâu chết lắm. Nếu mà gốc tầm xuân thì cực kỳ lâu chết các anh chị. Nếu các anh chị mà không chọn nhầm phải những cái cây mà nó bị sâu đục thân ấy, đúng chưa? Còn nó đục thân thì nguyên bản hay là ghép thì đều chết hết, đúng chưa? Nhưng giả sử là không bệnh tật gì nhá thì thân của tầm xuân nó sẽ sống thọ hơn thân của những cây hồng nguyên bản mà hồng ngoại, đúng chưa? Bởi ở Việt Nam mình tầm xuân nó là không đối thủ rồi, nó là sống thọ không đối thủ rồi, đúng chưa? Vậy thì cái cây mà ghép trên cái gốc tầm xuân đó thì cứ cái cây tầm xuân đó còn sống thì cái cây hồng ghép này nó còn sống các bác anh chị. Đây em ghép đây các bác anh chị thấy chưa, nó có khác gì là nguyên bản đâu, đúng chưa? Nhưng bù lại nó lại mượn được một cái gốc của một cây bản địa rất khỏe. Vì vậy cái cây hồng trứng này của em ấy, cứ cắt cụt đi thoải mái nó vẫn cứ đâm chồi bình thường. Tuy nhiên em cũng có một cây hồng trứng nguyên bản, cứ mỗi lần nó cắt cụt đi là nó chột rất lâu các bác anh chị, bởi vì là cái gốc của nó nó kém, nó không mạnh bằng cái gốc tầm xuân, đấy chưa? Đấy, vậy thì sau một thời gian chơi hoa thì em lại thấy rằng nếu có anh chị nào không cầu kỳ, tức là nó có một cái trường phái là chơi hoa rất là cầu kỳ, tức là họ không muốn lồi sẹo này. Em lấy ví dụ nhá, có một số trường phái họ chơi cái thân chi này là họ không thích cái đoạn cong cong này. Các anh chị thấy chưa? Họ cứ phải thẳng tuột. Đấy. Thì đấy là có lắm là một cái trường phái như thế. Nó cũng vì vậy nó sinh ra một cái trường phái là họ chơi hoa nhưng họ lại không thích ghép, đúng chưa? Đấy, và chúng ta là người mới, chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi cái trường phái đó. Đấy, vì vậy chúng ta cũng cứ hào hứng mua cái cây nguyên bản, mà cây nguyên bản thì nó lại đắt, đúng chưa? Mà hai về trồng thì nó lại khó sống. Ví dụ em lấy ví dụ như bây giờ trồng những cái giống ví dụ như là Catalia đi, đúng chưa? Đấy, nó chỉ nó rất nhiều, nhưng mà vì vậy là chỉ cần cái nó dính chỉ cái thôi là cái cây đấy nó lụi. Thế nhưng mà khi ghép trên cái gốc tầm xuân ấy các anh chị,
Chỉ là cắt cụt, nhưng mà cái rễ rất khỏe nó lại đâm cái chồi khác lên, nhưng mà cây nguyên bản cắt cụt đi là chết. Đấy, có chị thấy chưa? Vậy thì nếu các anh chị không cầu kỳ về cái việc chơi hoa thì chọn cây ghép hay cây nguyên bản, thì cây ghép mới là cái cây lợi thế đối với những cô bác chị là người mới. Ví dụ em chỉ cần nó có một cái tán đẹp như vậy, đúng chưa, đẹp như vậy thôi, em mà không cần biết là nó như thế nào cả, tức là em không cần cái dáng thế rồng phượng, đúng chưa, thì em cứ chọn gốc ghép em chơi là ổn nhất, bởi vì nó khỏe chăm nó dễ, đúng chưa, nó yếu chăm nó khó đấy. Vì vậy là cô anh chị đừng có nghi ngại là cô anh chị mua phải một cái gốc ghép là về là trồng là nó nhanh chết, không có cái chuyện đó đâu. Đây cây 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 hồng trứng của em đây, em ghép đây mấy năm rồi nó có chết đâu. Rồi em sẽ có một cái video nói về tuổi thọ của cây cho các anh chị xem là tại sao nó chết mà tại sao nó lại không chết. Vậy thì đấy là cái một số cái lý do mà tại sao người ta lại lại ghép hồng và chúng ta lên lên trồng cây nào. Đấy, trồng cây nào nó phụ thuộc vào các anh chị, nhưng nếu các anh chị là người mới, các anh chị chơi hoa không cầu kỳ, hiểu chưa? Mà cô chị anh chị lại muốn nhanh có một cây hoa to hoặc cây hoa đẹp. Đấy, thì cô anh chị lên nên chọn những cây gốc hồng ghép, bởi vì nó khỏe, nó sẽ giúp cho các anh chị người mới chưa có nhiều kiến thức chăm sóc cây ấy, các anh chị chăm cây nó sẽ dễ hơn. Đấy, thế còn có một số cái nhà vườn họ ghép gốc thấp ấy, thì khi chúng ta biết gốc ghép rồi chúng ta bới nó ra. Bới nó ra để cho nó khỏi bị u sùi hoặc lấm thôi, chứ còn về tuổi thọ của nó thì các anh chị đừng có lo là nó ghép nó nhanh chết. Nó không nhanh chết như các anh chị nghĩ đâu. Đây, em cho các anh chị xem cái cây Meliodin của em đây các anh chị. Đây, cây Meliodin này, cây này trước em cũng trồng nguyên bản một một cây, nhưng mà sau nó không phát triển được. Đấy, và nó tức là em muốn có một cây Meliodin to thì nó không phát triển được và nó năm nào nó chết, và em quyết định là em chơi cây ghép và em ghép nó trên gốc tầm xuân này. Các chị thấy đây mối ghép của nó. Đấy, và bây giờ nó có một cây hoa to và rất đẹp. Đấy, thậm chí nó còn gì, nó còn bonsai dáng thế hẳn hoi. Đấy, mà cũng mấy năm rồi nó có chết đâu, mà càng ngày nó càng càng rậm các anh chị. Có nhìn thấy chưa? Đấy, đây một cây nữa. Đúng không? Hay là đây là cây trứng xanh nha các anh chị này. Em nhiều ghép lắm các anh chị. Đấy. Đấy, trứng xanh cũng ghép trên gốc tầm xuân các anh chị. Đấy, trứng này mà cô anh chị trồng nguyên bản nó cũng nhanh chết lắm, nhưng mà ghép trên gốc tầm xuân này sau đây này cô anh chị này, đấy lại đâm chồi, đây đâm chồi chỗ ghép này ra lại cắt đi lại đâm ra, chứ bây giờ nếu trồng nguyên bản mà cắt cụt ở đây cụt ở gốc này thì cây này chết. Vậy thì cái việc mà chơi cây ghép hay cây gây nguyên bản ấy thì cái tuổi thọ của nó ấy, thì cũng chưa đánh giá được nhiều là cây nào sống lâu hơn, nhưng mà cây ghép thì em thấy nó sống lâu hơn. Bản thân là trong vườn của em những cây nguyên bản, ví dụ như hồng trứng xanh này em trồng nguyên bản nó cũng chết rồi, nhưng mà cây ghép thì không hề chết các anh chị thấy chưa. Nên có một số giống hoa này là nó rất thích hợp với chơi cây ghép, hay còn một số giống nữa mà nó khỏe rồi thì chúng ta có thể chơi cây nguyên bản. Ví dụ Meliodin này các anh chị thấy chưa, là cái cây này mà em trồng nguyên bản nó cũng năn queo nó chết rồi. Đấy, nên em quyết định em chuyển sang chơi cây ghép. Đấy, và bây giờ nó to lù, nó được những cây hoa rất đẹp, đúng chưa. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại chê cây ghép cả, cứ ghép mà chơi các anh chị, vừa khỏe vừa dễ chăm. Đấy, video hôm nay thì em xin dừng lại đây thôi. Các anh chị thấy hay đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng biết. Các anh chị nhớ ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới. Xin chào tất cả các anh chị nha.